Chào tất cả các bạn nha. Bữa nay tiếp tục vô đây thăm bẫy cắt nha các bạn. Thì nãy giờ chống xuồng thì chắc cũng gần tới nơi thăm bẫy rồi. Sắp tới cái bẫy đầu tiên rồi. Nay chống xuồng vô thăm đường cắt. Hy vọng là bữa nay một ngày may mắn nha các bạn. Hôm gà trong đây chưa có con rắn bự nữa chứ. Có con hèo bự nhất có 1,50 kg vậy. Chưa có cá khủng. Này gắn kiếm con chừng 3 ký thôi. 3 ký con được rồi, khỏi cần nhiều. Nước bữa nay nó hơi cạn nên chống xuồng hơi khó à. Cạn khô à. Này ta rút bọng ra nước cạn. Bẫy đầu tiên bạn này. Khai trương cái. Rắn ơi. Trong lỏng gì? Con chuột chạy ra. Chuột chạy ra chào hàng bạn ơi. Cái đầu tiên không có à. Giờ là công tác kéo xuồng. Xuồng này có nước nó nặng. Nước nhóc chân. Rồi xong. Vô đây cũng như gừng cam các bạn, các bạn thấy ra trồng cam mà đã không? Điều gan luôn. Này nó sẽ thuốc cam như cá chết các bạn, uống ghê, cá lóc à. Những con cá rô biển chà bá vậy. Đang con nữa mà. Ha. Cá rô biển à. Này chắc sẽ xịt thuốc cam nó chết rồi. Uống thiệt. Đụng cái mỏ đi bơi nặng thấy quà vô nước. Kéo nặng chết. Bạn thấy đi thăm rắn cực khổ không? Phải dễ ăn đâu ha. Trong loại mương thì kéo xuồng, chống xuồng, búa xúa vậy. Có ăn bưởi không? Bưởi nhỏ, bưởi bự, bưởi tròn, bưởi méo, đủ loại bưởi. Ý. Bù nữa bạn. Tới này thăm bẫy nữa bạn ơi. Sáng trong xuồng có chút xíu mà mệt. Ủa sao này gác dữ vậy trời. Gác bách chịch luôn ha. Ổ chuột mới. Rồi nha hiệu. Hơi ổ chuột. Chuột tha gác bách chịch luôn rồi. Hết biết chuột rồi chứ. Cái thứ ba bạn ơi. Nhức quá tàm nha. Không biết sao đây. Gồm chút lỏng nữa. Ôi nguyên bẹp. Chết queo chuột hay nhỉ. Chết chuột rồi. Thất bại thiệt. Hình như chết gắn luôn hay nhỉ. Con gắn này gã xác luôn bạn ơi. Còn xương không à. Sáng thằng bảy mới chia được 20 con chuột nữa bạn. Còn 8.000. 20 chuột 160.000 nãy 7 không biết có không thấy 160.000 tiền chuột này. Chuột ghế gỡ mắt hơn gắn nữa mà bó tay thiệt chứ. Giờ đi mấy bạn đi đặt bẫy cũng như là bỏ con chuột vô bẫy đặt cũng như bỏ của mày ruộng. Con chuột 8.000 chút xíu mà
Bởi vì lúc này không có chuột bạn hiếm, sáng mình chia dữ lắm, biết điện biết nhiêu chỗ mới chia được 20 con nè. Nên thấm gà 7 của mình còn ít nữa. Giờ còn trong đây khoảng chừng 30 cái rồi hết rồi. 7 đem chuẩn bị sẵn hết mà không có chuột để đặt. Đợi nào gắn nào có chuột mình sẽ đặt hết 7 mà. Quay nhiều clip bẫy gắn cho bạn coi. Rồi, mùa này thì gắn vẫn còn nhưng mà chuột thì hết rồi, hình như hết mùa chuột rồi. Nên lâu lâu cũng có một bữa mà về không có không tới tay mình nữa. Chạnh giật dữ lắm mới có. Trong đây ta xịt thuốc cam bạn, cá chết quá trời nè bạn ha. Mấy cá này biết cái gì không? Lúc mít nữa mà. Đây con nè, đó con nè, đó con. Cá chết sạch luôn. Ba con cá lóc mít chà bá lửa. Trời ơi, cu chà bá. Bạn kêu à. Khui. Nhẹ quá vậy. Con chuột bạn ơi. Chất quớt à. Cái bẫy đằng trước chết chuột mà gắn mối vô luôn bạn, không có chuột đặt lợi, đặt lợi gắn mối luôn. Khui rồi nha hiều. Gắn mối chích queo. Ủa gắn mối còn sống nữa, gắn mối tới nay còn sống mà nằm chỏng à. Nãy giờ 5 cái rồi mà chưa có con gắn nữa, mà có được bộ hài cốt của con gắn rồi. Lúc này hết gắn luôn hay gì không biết. Giờ không có gắn đi coi bưởi đỡ các bạn ơi. Bưởi to, bưởi nhỏ, bưởi lớn, bưởi bé, bưởi méo, bưởi ngày, ôi búa xua hết. Quá trời bự luôn. Thôi chùm bưởi trước mặt các bạn nè. Trái khủng khiếp không? Cái bự khổng lồ luôn đó bạn. Ủa. Hồi hai trái bự đó nhăn đùm luôn rồi bạn. Bự gì mà bự mà nhăn đùm mà. Có hạn bạn ơi. Phát hiện rồi, phát hiện con mồi rồi. Đây con ốc. Con quái ốc nè bạn. Nè hả? Ngắt không được. Tiết mục thục hang. Ê, 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 một bẫy luôn. Ô, cá bự mày ơi. Vô lại đây. Ô. Cá lóc mà. Đó, coi có mồi nha. Sườn lên cho mày. Sướng sướng, thấy nó chạy vô hang mà. Chết chắc là con. Còn nữa không? Đâu rồi? Có con rồi đây. Thấy con sườn bánh. Giờ không có gắn rồi, gắn thất thu quá, giờ đi bắt cá lóc với lại ốc nữa các bạn ơi. Vớt giác rồi. Lóc lưu đầu rồi. Cá lóc đó nó khè mình bạn. Làm như thấy mình đi đặt bẫy, ôi thằng này đặt bẫy không phải bắt cá lóc đâu, đừng sợ. Nhảy lên ngay chân trước mặt mình, dám chui vô hang luôn. Tới số. Giờ gình gình có con nào chui lên nữa không? Mấy mương này cá dữ lắm mà, như hai bên hang đồ dữ lắm. Mình có cá cái nó mình bơi động động nè, nó chạy lên bờ chui vô hang trốn. Đây, chim sâu quá trời bạn. Trời kìa. Có cái hang này đục đục nữa bạn. Thử lửa đây. Dạ. Nãy mới gặp trong hang kia mà cá nó chạy ra. Ủa hết biết rồi. Mà dính con rồi. Bự quá gì. Ý.
có. Cái này cái gọ nó không có mà không phải hang. Cái hang chắc cái chê đục nó bồng lỏng chà bá. Nãy giờ như 6 cái hay gì, chưa dính con nào luôn. Rồi thấy cái này chất quất nữa nè, cái bịch lúa nó không hang mà. Chết chuột luôn hay gì không biết. Rồi, mất tiêu con chuột luôn. Đau lòng thì chứ, chết con chuột rồi nhót ruột liền thôi chứ. Sao một hồi mệt mỏi cuối cùng cũng có hạn bạn ơi. Nhìn đống cứt tôi biết hổ hành rồi. Bụi lắm nha bạn. Sướng 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 sướng. Sướng sướng cái chỗ khỏe rồi bạn, nãy giờ đuối quá. Đi qua nhìn cục đen xì lì. Bụi lắm bạn. Con này là ngon lắm rồi. Ủa. Con đầu tiên mà có gì là ngon nữa bạn. Không gà trong đây chắc cũng hết gắn nhỏ rồi, bắt đầu tới gắn bự rồi. Khổng lồ chưa. Ngon cơm. Bự hơn con, con này chắc nhất luôn. Con này chắc nhất rồi ha bạn. Con này 700-800 gram xiên luôn. Kệ vô nhất là im à. Nói chung có gắn lại mọi người. Nãy giờ lội đuối. Cái này cũng cái thứ 7 rồi thứ 8. Cái thứ 8 có hàng. Lội ngăn mương dọ lúng cỡ này nữa mà. Mà kệ. Cái đầu tiên lội ngăn mương dính gắn là được rồi. Lội ngăn hoài dính hoài gì cũng được hết các bạn. Sung ba khía lên liền, dính gắn sung lên liền nó. Cốc lá. Cốc lá này không gà mấy lần không dính gắn. Rồi tiếp tục không dính chuột ngoại thinh. Cái số bữa nay hợp với loại ngang mương hay vậy bạn ơi. Mới loại ngang mương lụm nữa nè. Con hành nữa nha. Con này cũng ngon rồi. Mấy cái loại ngang mương mình biến đem máy theo à. Lội ra xình không lúng vậy mà dính. Kệ lội cái con, lội cái con. Cái này lội hoài tới chiều. Gắn cỡ này giờ ngon rồi. Quá thì gác luôn. Đóng gác đây luôn. Bịch lúa gì nè. Bỏ lúa mà dính gắn là tới lúa lên cây luôn. Không chịu ra nữa. Con này lì ta. Không thích con này à nghe. Chui dưới không chui, chui trên. Rồi. Ra đi chú. Này con này nó muốn ra thiệt chứ. Ở trong đây còn con lắm vậy. Họ ra là chạy hả mày. Cái hôn hành thứ hai nha. Ý ỉa luôn. Cái này bắt đầu thu hoạch từ từ nha các bạn. Có lý rồi đó, khúc này có một êm rồi đó. Khúc đầu nãy mới vô chết quá. Này cũng lộn cái mương nữa mà. Mương nhỏ. Hy vọng là khui rồi thấy con chuột rồi. Khui ra thấy con chuột nằm rồi hết ham rồi. Nằm ngay miệng hôm đợi lương mình luôn. Khui. Con chuột. Chỗ ngon hết biết mà. Chuột còn sống. Quá trời qua lục bình luôn bạn. Này mà hái về ha. Canh chua mà lẩu mắm cũng ngon ha. Quá trời luôn.
tiếp tục lội qua mương, hy vọng là sướng. Đi dạy ra của ông không còn nữa mà. Tiếng sao là anh hút nữa. Tiếng sao đem hút quẹt đem hút nữa. Khui như heo vậy. Ồ chuột ra đây. Còn nguyên em chuột. Bẫy ơi, gắn đầu chui vào bẫy đi. Hai ba khui. Rồi nặng lắm rồi. Ủa dưới cây không hạnh bạn ơi. Tính đâu nặng dữ rồi nhờ dưới cây. Con này cũng đỡ lắm bạn. Hoành con này là ngon rồi. Sướng sướng sướng. Dưới nhanh cây nặng chạch. Tính đâu hàng khủng rồi. Ai về kéo ra không nặng hung. Cái này ngon rồi. Thành cái này là vô địch rồi. Nửa ký. Cũng vậy. Nhắn này nhì chắc rồi. Con nhất con nhì con ba. Ba cỡ rồi dính nãy dính ba con ba cỡ rồi. Con nãy lặn quặn nhì luôn. Chắc vậy ăn xui. Con hành bên nay vô bẫy nó không ra bằng này con nào cũng vậy chứ. Vô cái nó trong đây luôn à. Không ra. Này dính ít mà dính chất lượng. Con này mới dính vậy bạn. Bụng còn trong bóc. Chuối. Không chịu xuống luôn á trời. Con này mới dính qua, bụng còn trong bóc à, chưa tiêu chuột nữa. Này vô bẫy thôi chắc ói ra, bỏ vô động chắc ói ra. Cỡ này ngon lắm hả bạn. Con này à, cho bỏ. Trong đây lúc này bắt đầu dính hô hành bự rồi đó bà. Nãy giờ ba con khá lắm rồi. Nhắn nhỏ em gà bắt hết đây. Mới bị ông quất lên đầu cái bạn ơi. Nào. Đặt cái bẫy dưới ông luôn. Hơi này đợi nó không đợi nó là u đầu rồi. Giờ chui nhẹ nhẹ cho thăm cái bẫy. Ồ gô gắn. Chết queo. Chuột cắn gắn chích ngắt bạn ơi, uổng quá. Ồ hai con luôn. Trời ơi. Chuột sát thủ. Chuột cắn chích queo hai gắn luôn mà. Khủng khiếp chuột thiệt chứ. Chuột sát thủ bạn ơi, nó hạ hai con gắn của mình luôn nè. Hai gắn nửa ký đô, uổng ghê thiệt chứ. Biết thiệt. Gắn này bự, cái này ngon lắm rồi. Uổng quá. Bầy này mà kéo lên mà kho khô xả một cái thôi mà. Lũng đít nồi cơm luôn. Bỏ cá lóc chuối gì đó. Lên tim coi. Để đây hẹn nó đi bạn. Dịp nào vô đây nhất định vô đây cắm câu. Đang cá chuối gì đó. Lên tim bựng bựng. Này có nôm xuống nôm dám dính thôi mà. Bầy gồng này mới ngon nữa bạn. Thả hết biết ha. Này cũng cụng mương luôn các bạn. Mương này hai bầy đó. Bầy anh với bầy em hay gì á, thằng đẳng các bạn cho bùa chuối đó. Đó cho bùa chuối đó con bầy đó, đây con bầy nè. Đường mương này cắm câu thì thôi khổ phải nói rồi nè, quá đã luôn. Thế nào cũng có ngày mình vô đây mình tàn sát nữa. Mấy cái nãy lội mương dính bạn, cái này leo lên cây lội qua bây giờ không dính nè. Bữa nãy lội mương dính nè. Địa điểm chỗ cây hoa sim huyền thoại. Hoa sim tím. Hai bạc khui.
hình như nặng nặng. Ừ, nặng nặng, chuột chết nặng nặng. Ui, lỗ chuột rồi. Đau lòng con chuột. Lùm xảy nguyên thổi nha các bạn. Chuột con mà không dính nè. Lùm xảy này chốc quốc rồi. Lùm xảy thứ hai. Ây da, xỉu luôn. Thấy có gùi rồi nè. Ơi, cạt đầu chết ngắt. Hèn gì có gùi. Chuột còn luôn. Ngắt luôn. Còn chuột luôn. Nay gặp chuột sát thủ không à. Khui. Nặng cái coi. Trời ơi. Chuột chạy ra chào hàng, nhận hàng. Nặng cái coi. 2, 3. Rồi thấy nhà hiệu nó gì. Ý, 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 ý. 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 Ổ chuột. Thấy đang xị trong. Chuột còn sống luôn. Bạn thấy cái lá chuối đột biến không? Là nó. Lá chuối có cự mà. Hey, bắt. Khui. 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 Con chuột nằm chà bá vậy. Còn kệ còn chuột được rồi. Không dính gắn còn chuột cũng còn cơ hội. Bạn chết chuột là thua. Khui. Rồi không thấy hiện tượng. Không thấy lúa ra hôm. Rồi chuột còn sống. Tính chuột chết chứ. Một con cua càng kình đã lên bờ tự sát. Chết ngắt. Hay là bị gái giật thì giật gái quá trời chết luôn không biết. Hey. Còn có ba cái bẫy nữa các bạn. Thì nãy chống xuống cá lóc trong xuống nhảy gần tiêu và công kỹ được con cá lóc. Nhảy xuống bò cực khổ mình mấy sinh không. Kéo xuồng lúc kéo xuồng qua cái bờ nhảy cái hụt. Rồi xong phim. Đói luôn. Được con cá lóc kho khô cũng nhảy mất nữa. Cái này về ăn cơm nước mắm kho khô quẹt luôn rồi. Rồi cái bẫy này chóc tổng luôn rồi. Cái bẫy này chắc ai thăm để lợi mà trong lỏng rồi. Không dính là chắc cứu rồi. Ai thăm làm gì mà sao dẹt bao con chi ta là dính ta bắt rắn ta. Ủa không dính bạn ơi. Không dính. Còn chuột. Còn cá bẫy cuối cùng bạn ơi. Ơi, ừ, nghĩ chắc bữa nay được 3 con nữa rồi quá. Hên xui. Rồi thấy trong lỏng. Từ xa không thấy hiện tượng gì chứ. Chuột còn nằm trong thảnh thơi quá. Rồi kết thúc luôn. Cái cuối cùng luôn, không dính luôn. Kiểm tra thành quả nay nha các bạn. Nay được có ổ chuột gướm. Ba rắn các bạn ơi. Ba con này chắc cũng khoảng ký gửi á. Con hành. Con này ngon lắm các bạn. Được con bự này sướng nè. Nay dính được 3 con mà chết hết 4 con rồi. Phải 4 con kia cũng cả ký nữa các bạn. Ngon. Rồi có con này. Con này không bự. Con này sướng nhất ngon. Tiêu hao chắc cũng khoảng chuột thôi mà. Rồi đến đây mình cũng kết thúc clip này đây nha. Kết thúc chuyến đi thăm bẫy trong khu vực mới này nha các bạn. Hẹn các bạn ở chuyến thăm bẫy sau. Hy vọng chuyến sau sẽ trúng mánh hơn nha các bạn. Chào các bạn clip này nha. Chúc các bạn xem video vui nha. Cảm ơn các bạn nhiều.
Nay đi thăm bảy mà nãy bạn thấy không, bắt được con cá lóc nhỏ xíu mà về ăn hai cá lóc chà bá nè, sướng không? Đó. Cuốn bánh tráng nha bạn, rau sống luôn nè. Cá lóc nãy xui quá nhảy tiêu về mới thùng vô luôn hả bạn. Hai cá lóc. Chiên giòn mỡ hành, hết sảy con bà bảy luôn, cuốn bánh tráng. Mời bạn nhập tiệc nha.